Mình xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình xin báo giá heo con và giá heo hơi ở khu vực mình là huyện Hồng Dân và huyện Phước Long để cho các bạn tham khảo giá heo ở địa phương mình nha. Rồi các bạn cũng bình luận xuống là các bạn cho biết giá heo con và heo hơi ở địa phương các bạn là giá hiện tại là như thế nào nha. Giá heo hơi hiện tại là đang tăng các bạn, nhưng mà không biết là nó có tăng lâu và nó ổn định như vậy hay không. Các bạn nào mà biết thông tin mà dự đoán giá heo thì các bạn bình luận xuống để cho mọi người cùng tham khảo coi giá thời gian sắp tới nó sẽ như thế nào nha các bạn. Theo mình được biết thì dự kiến là tháng 8, tháng 9 thì giá heo hơi sẽ đạt khoảng 57 đến 58, chứ nó không căng cao nữa các bạn. Tới đó nó sụt lại thôi, chứ nó không đẩy lên cao nữa nha. Bây giờ thì dịch tả châu Phi thì nó cũng lắng rồi các bạn. Lâu lâu thì nó nổ chỉ một số hộ nhỏ thôi. Thì lúc mà đợt Tết vừa rồi cho đến bây giờ thì dịch tả châu Phi nó quét qua, theo mình được biết thì nó quét tới chuồng nào là chuồng đó là trống luôn các bạn. Nên bây giờ hiện tại là heo nó hút nha, nên nó đẩy giá heo lên cao, mà không biết là nó có cầm được lâu hay không. Hôm nay thì sẵn mình có mấy cái đàn heo nè, thì mình sẽ dự báo giá heo để cho các bạn tham khảo luôn. Ở đây các bạn là giá heo hơi của lái báo cho mình ngày chiều ngày hôm qua là dao động là khoảng 54 đến 55. Tùy theo heo đẹp xấu nha các bạn. Nhưng mà heo mà nó hơi vừa vừa thì lái nó cũng bắt 55 thôi, chứ không nhất thiết là heo mà đẹp pin nó mới bắt 55 đâu. Tại vì bây giờ hiện tại là lái báo cho mình là chỗ mình cũng hút heo lắm, còn người ta cũng đi kiếm mua. Cũng như là heo thì cũng cung cấp đủ đó, nhưng mà bắt thì nó không nhiều như lúc trước, nó không có dễ dàng nữa. Nên hiện tại là giá bây giờ là nó đẩy lên, theo mình biết là ở Hậu Giang nè, Kiên Giang nè, thì giá nó cũng tầm 55, 56 rồi, Cà Mau là 56 luôn á các bạn. Bây giờ mình xin báo giá heo con của mình để cho các bạn tham khảo nè. Ở đây mình có bầy lớn quá mình chưa thiến nè, bầy này là dao động là từ 8 đến 10, 11 ký mấy nha. Còn này là mấy bầy heo con là mới sanh khoảng chừng 5-6 ngày thôi, mình chưa có thời gian mình cắt đuôi nữa. Rồi mình xin báo giá heo con ở khu vực mình ở huyện Hồng Dân và huyện Phước Long để cho các bạn tham khảo nha. Đây là giá của trại nha các bạn, chứ không phải là giá của hộ dân nhỏ lẻ nha. Tại vì hộ dân nhỏ lẻ thì các bạn chỉ nuôi 1-2 nái thôi, các bạn không có tiêm vaccine, rồi các bạn cho ăn thêm cặn nữa, thì giá nào các bạn bán cũng có lợi hết trơn á. Còn mà heo mà công ty, heo trại bán như giá hộ dân ở ngoài là không bao giờ có nha các bạn. Chứ mà heo mà rao trên mạng là heo mà 8-10kg mà 700-800 là giá đó là mình nghĩ là dính bệnh là khoảng chừng 70% nha các bạn. Các bạn lưu ý về vấn đề mua heo trôi nổi không rõ nguồn gốc nha. Chứ mà heo bây giờ 8-10kg mà giá 800 mà bao vận chuyển tới nhà nữa mà làm vaccine đầy đủ nữa, thì các bạn cứ nghĩ đi, thì làm sao mà có lời. Cái đó là bán như lỗ luôn. Không lẽ chạy của các bạn heo bây giờ heo sức không được, rồi nuôi thịt cũng không được, mà bán heo con ra là bán lỗ. Không có chuyện đó nha các bạn. Nuôi là ai cũng có kinh tế, nuôi phải lời mới nuôi nha các bạn, nuôi lỗ là không nuôi nha. Hiện tại heo con ở khu vực mình là 8kg là 1.450.000, 10kg là 1.250.000, 12kg là 1.350.000, 14kg là 1.450.000, 16kg là 1.550.000, 18kg là 1.650.000, 20kg là 1.750.000. Các bạn lưu ý nha, heo này bắt đầu tính từ 8kg nha các bạn, cứ lên mỗi ký là mình tính giá 50 nha. Cho dù heo ở ngoài thị trường lên 60-70, mình cũng tính giá heo là tăng lên là 1kg 50 nha các bạn. Ví dụ như là heo 8,5kg mình chỉ tính 8kg thôi, mình không có tính nửa ký còn lại, nửa ký còn lại là phần các bạn hưởng nha. Ở đây thì mình còn vài chục con thôi, đây thì khách đã đặt hết rồi, mình để nuôi một ít, khách đặt một ít nữa các bạn. Hiện tại là mình chạy mình là không đủ heo để cung cấp cho ngoài cho các bạn luôn á. Có nhiều bạn hỏi mua 1-2 bầy về nuôi, rồi 1-2 con cái để làm nái. Ví dụ như 1-2 cái thì mình coi đủ heo hay không thì mình có thể chiết cho các bạn được. Nhưng mà heo mình là chủ yếu là nuôi thịt thôi. Rồi các bạn muốn nuôi nái, thấy con nào thấy đẹp thì các bạn cứ để nái nuôi thôi. Chứ bây giờ heo mà mình cũng không biết chắc là con nào mà đẻ nhiều đẻ ít nữa. Heo của mình thì heo nái của mình thì cũng có một số là 3 máu, một số là 2 máu.
nhưng mà ba máu của mình thì nó cũng vẫn đẻ tốt bình thường, tùy theo là cái nguồn gốc heo, rồi cái nguồn tinh, rồi thời điểm các bạn phối. Nên các bạn lưu ý vấn đề này nha. Ví dụ như heo của mình đẻ rất là tốt, các bạn lưu ý về cái điểm mà con giống, rồi nguồn tinh, rồi thời gian phối, thì heo của các bạn đẻ đạt thôi. Ví dụ như các bạn nuôi hộ nhỏ lẻ thì tầm chừng 10 đến 12 là các bạn ok rồi. Còn mình là bắt đầu bắt buộc là phải từ 12 trở lên mới ok nha các bạn. Tại vì mình làm vaccine đầy đủ, tiền vaccine mắc lắm các bạn. Mình làm vaccine của Đức, của Bollinger không à, giá nó cao lắm. Đây mấy bầy này buổi chiều nè, nó đói bụng là mình mới cho nó ăn nè. Để mình quay sơ lược cái đàn heo thịt của mình nha. Ở đây heo thịt thì mình còn ít thôi các bạn, mình chỉ còn vài chục con heo thịt thôi. Ở đây là heo mình dao động là từ 17 đến 22 kg nha. Cái này là bầy dừa dừa. Còn cái bầy heo nhỏ bên đây thì dao động là từ 12 đến 14 kg. Mấy con nhỏ thì mình tách riêng ra để cho nó nhanh lớn. Còn mấy con bự thì mình nhốt riêng nha. Còn mà mình nhốt bự giống như bầy bên bển 17 đến 22 kg á, mình nhốt chung với bầy này á, là những con nhỏ này á, mai mốt mà nó con nào mà dành ăn không kịp, không được á, thì nó sẽ còi nó chậm lớn luôn các bạn. Còn mình đây còn đây ô trống nè, mình xây thêm máng cho nó ăn. Hiện tại bây giờ là mình cho nó ăn cám nước. Mình đang phối trộn cho nó ăn thử các bạn. Đây heo mình phối trộn cho ăn thử là 2 tháng nè, hôm nay nữa là 2 tháng 10 ngày nha. Cái con nhỏ này á thì một bầy của mình á là có 2-3 con nhỏ là nó dao động khoảng 27 kg. Còn như con này là dao động là khoảng 50 kg nè. Đó, mấy con này là khoảng 50 kg nè. Mấy con này là khoảng 45 kg nè. Mấy con này á thì chắc khoảng 27 đến 33 kg thôi. Có con chọi á, con mấy con như con chọi như vậy nè là nó cũng gần 60 kg đó. Là 2 tháng 10 ngày nha, mình cho ăn cám trộn. Ví dụ như là mình tính là 3 bao cám công nghiệp và 5 bao cám trộn của mình. 5 bao của mình á, 5 bao của mình là ra bằng 7 bao rưỡi của người ta đó. 5 bao phối trộn của mình là ra bằng 7 bao rưỡi đó. Mình chỉ tính 5 bao thôi, là mình dự kiến là từ 105 đến 110 kg nha. Còn mấy bầy bên đây á, thì mình cho ăn lúc nó khoảng chừng 10 kg nè. Đây thì cái này là hai bầy mình gộp chung lại, nhưng mà mình lựa con nhỏ thì mình tách riêng ra. Ở đây thì mình hai bầy này mình phối trộn ăn cũng được 2-3 tuần rồi. Đó. Nó vẫn lớn bình thường các bạn. Hai bầy này là 18 con nha. Một ngày là nó ăn 8 kg cám công nghiệp và thêm khoảng 10 đến 15 kg phối trộn của mình. Phối trộn của mình là như 10 kg là mình ra 15 kg lận, nhưng mà mình chỉ tính là 10 kg thôi. Cái đạm là mình bỏ vô là mình không tính nha. Cái này thì mình đang thử nghiệm nên mình chưa có đưa ra cho các bạn tham khảo được. Cái này thì thầy của mình chỉ lại nên các bạn thông cảm là mình không có chia sẻ cái vấn đề này cho các bạn tham khảo được. Khi nào mà thầy của mình cho phép mình chia sẻ cho các bạn thì mình sẽ chia sẻ. Còn cái này thì mình chỉ đưa lên để cho các bạn tham khảo là khi mà mình ăn phối trộn, mình tiết kiệm tiền cám công nghiệp và heo mình nó vẫn tăng trọng bình thường nha. Nó vẫn khỏe mạnh bình thường, không có vấn đề gì hết. Cái này thì mình cũng trộn, mình bổ sung thêm thuốc men nữa các bạn, chứ không phải là mình cho ăn phối trộn rồi cám công nghiệp là nó lớn bình thường đâu. Cũng phải có thuốc để hỗ trợ cho nó nữa nha. Đây mình quay sơ lại tổng đàn của mình cho các bạn xem nè. Đây là thức ăn phối trộn của mình nè, mình cho ăn cám nước nên nó dơ. Đây là những con nhỏ mình tách riêng, mình nuôi riêng nha. Rồi qua cái bầy 2 tháng 10 ngày của mình nè. Bầy này thì lúc tách bầy là mình tách 25 ngày nha các bạn. Mình tính từ 25 ngày đó lên là 2 tháng 10 ngày nha. Đó, con chọi nhất là gần 60 kg á. Con đó đó. Còn mấy con dừa dừa này là khoảng 50 kg hết rồi nè. Như mấy con này là khoảng 40 kg đó. Mấy con này là 40-50 kg hết nè. Mình chỉ có 3 con là nhỏ còi thôi. Lúc nhỏ thì nó chậm lớn á. Rồi nó ăn xong nó nằm trong đây nè. Đây đàn nái của mình thì nó ăn xong nó ngủ hết rồi nè. Các bạn cho các bạn xem, nhìn thấy heo con nó đạp bụng nè các bạn. Các bạn nhìn cái bụng nó này nha. Heo con nó đạp đều. Ở trong video thì không thấy rõ đâu, ở ngoài nó đạp đều cái bụng luôn các bạn. Đó, nó đạp chỗ hót 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 đó đó. Cái con này là ngày 1 tháng 6 đẻ nha các bạn.
Rồi quay trở lại đàn heo của mình nè. Cái này giờ này nó ăn xong nó ngủ hết rồi đó. Cái con này cỡ tháng mấy nữa nó mới đẻ, tháng mấy, gần 2 tháng nữa đó. Mấy bầy này bây giờ nó bú xong rồi, nó ngủ hết rồi nè.